Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Phan Mạnh Quỳnh không ngần ngại sắn tay vào bếp đun nước khi về chơi nhà bạn gái trong dịp mới đây. Hình ảnh giản dị của Phan Mạnh Quỳnh đã ghi điểm trong mắt người hâm mộ và được nhiều người tán dương. Hiếm có bạn trai nào đảm đang được như vậy khi về chơi nhà người yêu. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Dù là nhạc sĩ có tiếng cho V-Beat nhưng anh luôn giữ sự mộc mạc chân thật ở đời thường. Yêu nhau và công khai từ sớm, Phan Mạnh Quỳnh cùng bạn gái Khánh Vy luôn sát cánh trong cuộc sống. Ít lâu sau khi nam ca sĩ nổi tiếng với ca khúc Vợ Người Ta năm 2015, khán giả thấy anh công khai bạn gái là Khánh Vy chứ không che giấu như nhiều ngôi sao khác. Khánh Vy tiết lộ Mạnh Quỳnh chính là người chủ động trong mối quan hệ sau khi gặp nhau trong buổi chiều chụp ảnh chung. Vào năm 2018, Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ cầu hôn Khánh Vy trong một buổi tiệc bên bãi biển có sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Nam ca sĩ vừa chơi đàn guitar vừa hát ngẫu hứng Lý Qua Cầu và bất ngờ cầu hôn. Bạn gái Phan Mạnh Quỳnh, Huỳnh Khánh Vy năm nay 23 tuổi, quê ở Khánh Hòa. Cô có chiều cao 1m66, gương mặt xinh đẹp. Hiện người đẹp đang làm công việc kinh doanh online, người mẫu ảnh, đóng sitcom, MV, từng tham gia cuộc thi The Face Việt Nam mùa 2. Mới đây, Khánh Vy vào vai nữ chính trong MV Huyền Thoại, tác phẩm tâm huyết bậc nhất của Phan Mạnh Quỳnh từ đầu sự nghiệp đến nay. Hiện tại, cả hai rất hạnh phúc trong mối quan hệ, chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Trên trang cá nhân, cả hai chăm chỉ đăng những khoảnh khắc ngọt ngào tình cảm. Thời gian gần đây, cả Phan Mạnh Quỳnh, bạn gái Huỳnh Khánh Vy được ví von là vựa muối mới của showbiz Việt. Cả hai thường xuyên chia sẻ hoạt động đời thường, nhưng cực hài hước khiến nhiều người phì cười. Cả hai thường xuyên tương tác, bình luận hài hước với nhau khiến cư dân mạng hết sức mong chờ. Mới đây, lại một pha tấu hài cực mạnh đến từ Phan Mạnh Quỳnh khiến khán giả cười lan cười bò. Theo đó, Huỳnh Khánh Vy đã hủy kết bạn với Phan Mạnh Quỳnh vì giận. Thế nhưng, thay vì lựa chọn nói lời xin lỗi trực tiếp, Phan Mạnh Quỳnh lại viết điều này trên trang cá nhân của mình. Bà Huỳnh Khánh Vy hủy kết bạn với mình, xin lỗi bà rất nhiều, cho tôi kết bạn lại nha. Là lời chia sẻ của Phan Mạnh Quỳnh dành cho Khánh Vy. Nhiều người bình luận vô cùng vui vẻ dành cho status này của Phan Mạnh Quỳnh. Diễn viên Anh Đức bình luận, lớn rồi mà còn chơi hủy kết bạn à? Thì được Phan Mạnh Quỳnh cặn kẽ giải thích, vâng, chặn Facebook em từ 23 giờ đêm qua, 8 giờ sáng nay thấy bỏ chặn. Xong em chặn lại, đến 15 giờ chiều nay em bỏ chặn, 17 giờ hai đứa nói chuyện lại, em gửi lời kết bạn, đến giờ chưa thấy chấp nhận lại đó Huỳnh. Lời giải thích vì lý do giận dỗi của Phan Mạnh Quỳnh thực sự khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trước đó, nhân câu chuyện chia tay sau 8 năm yêu nhau vì mua nhầm size giày, Khánh Vy đã hỏi dò Phan Mạnh Quỳnh về size giày của mình. Sau khi phát biểu size giày 36, Phan Mạnh Quỳnh đổi thành size 37. Huỳnh Khánh Vy sau đó phải trêu rằng, thôi, chia tay chứ yêu đương gì, quen 5 năm, không biết trời. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.